vừa đứng ở đây mà đã thấy đã thấy mấy thằng mình ở đây rồi. Đi vào đây. Bên này ạ, lại không phải gương. Có tìm thấy nhau không đấy? Đây đây, đi cùng nhau, đứng im, đứng im. À đây là người thật. Đây là, đây lại đi đường này. Đây là kính này. Ảo quá. Đây là kính này, kính hơi bẩn cho nên là vẫn còn nhìn. Ô, chỗ này là tắc, tắc rồi. Đây đây. xin mời mọi người vào mê cung gương. Nếu mà mình không biết đường ra thì ai dẫn mình ra? Không biết đường ra thì chịu thôi. Thì bao giờ mới ra được? Chơi từ giờ đến mai. Sao không ai chơi cái trò này cùng mình nhỉ? À đây đây là đường ra rồi. Hình như lúc nãy mình vào đường này rồi. Thì bây giờ mình phải đi đường bên này. Đường này. Đấy. Căng nhỉ. Cứ đi thẳng đường này nhá. Tay ở đây nhá. Bên này này. Long hoàng nhỉ. Đường nào cũng rất thông thoáng nhưng mà căng rồi. Bây giờ mời mọi người nhìn thêm đường nào đường ra này. Này. Tí nữa không ra được là phải đập gương. Thôi bỏ mẹ rồi, căng nét. Mình đi cứ phải để cái. Bây giờ chờ. Cuối đường kia có nhìn thấy một cái cầu thang kìa, nhưng mà làm sao để ra được đấy? Đi tay ở trước này để cho chống bỏ mẹ. Đây lại là gương à? Bên này không này. Sao mình căng nhẹ. Ảo nhỉ. Bây giờ mình phải có quy tắc thì mới ra được. Làm sao quay lại đường nha, bây giờ chỗ nào là chỗ cũ? Biết cái mông chơi trò này như sao. À đây. Đây rồi. Đi theo ở trên trần này. Căng nhẹ. Ai à? Đây, mình đi theo cùng một hướng đèn này nhá. Đây, có cái trên trần này. Đấy, tăng tăng tăng. Chặn rồi. Bác nào biết quy luật ra kiểu gì chỉ chết em với. Bây giờ em không ra được. Chết mẹ, chết đói ở đây. Đây. Ôi. Hỏng. Chỉ đi tiến vào sang bên phải thôi. Thử xem nào. Lạc mẹ nó ở đây rồi. Ôi. Bây giờ chỉ tiến vào sang bên phải. Gương mấy mẹ không gương nó như nhau. Đây. Chỉ tiến vào sang phải. Đổ má. Và đây là hơi bị căng nét rồi đấy. Căng nét rồi, không biết đi ra đằng nào. Bây giờ mình chỉ nó rộng phết nhỉ. Hết mình chỉ tiến vào sang phải thôi xem nào. Ôi cụt đường rồi. Ơi, không ai cứu mình ra. Đi đằng này. Đằng nào? Ở đâu? Đâu rồi? Đây đây mới là người thật à? Còn bên này không phải à? Bên này có luôn. Hẳn nào thằng Mr. Bean nó. À bây giờ xem nhá. Đây đây là tường này. Đây bây giờ bị loạn rồi các bạn ạ. Đây đây là có cái góc tường này. Có cái quạt này. Thôi mình cứ đi theo tường đi. Đấy, mình cứ đi theo tường này thôi. Căng đét. Đúng là vào đây loạn quá. Mẹ như mê cung ấy. À đây đây đây.
đây, vào đây lạc lắm mọi người ạ. Chỉ có mỗi nhìn lên trên này thôi, mình nhìn thấy cái quạt với đèn với tường thôi này. Đây, mình cứ làm sao mà đi mép tường nhất có thể. Tại vì mình nhìn thấy trên kia chứ đúng là nếu mà không có thì... Này, ở đây, đây là có cái cửa này. À, lối toát đi rồi. Mấy cùng còn được, chơi bắn nữa không? À, ăn đi, ra được rồi. Chơi bắn nữa không? Rồi, đi. Thôi, ra. Đi ra. Ô, quý khách, online. Vào đây, quý khách mới đi được 1/3 đường, vui lòng đi tiếp. Thôi, đi tiếp biết đằng nào mới nhưng ra. Nhưng có một lối vào, ba lối ra cơ mà. Vai. Đi tiếp cho nó máu. Ra đây thì thở gì đó. Cần gì phải thở? Đi tiếp cho nó máu. Ê, bây giờ cứ đi bừa một lúc cho nó lạc đã. Vai. Xong đi cửa nữa lại bảo 1/3 chặng đường lại vui lòng đi tiếp cho nó xem. Thế bao giờ cho ra được. Ồ. Ồ. Mình chỉ đi hướng ở bên phải. Đi thẳng và sang phải. Cứ sang phải được là sang. Đâu? À, các đại ca phát hiện ra một có mũi tên này, có số 5 với mũi tên này. Ông nào mang cả bút vào đây. Ông nào mang cả bút vào đây để đánh dấu đường ra. Mũi tên, ôi giời ơi. Thế bây giờ mình, đây, à cái này là ở giữa mê cung. Thế ông nào đánh dấu đây nhỉ? Hay là ông... Phải đánh dấu ấy, người vào trong này mà không biết ra ấy. Người vào trong này... Còn có người đi cứu người ta ở cái đường ấy. Ở đây này. Ơ nhưng mà đéo phải. Nói chung là mình đang ở gần trung tâm, cho nên là nhìn thấy mấy cái cổng này. Nhưng mà kia lại là gương chứ không phải cổng. Hay là cổng thật? Gương. Thế thì mình đi vòng đường bên này đấy. Cứ đi Mọi người. Cứ đi. Ê chết rồi, vào góc rồi. Ôi. Đợi em quay tay các bác. Phát trực tiếp không? Đó, phát trực tiếp. Ôi giời ơi. Lạc bố nữa rồi. À, chúc... Từ từ. Chúc mừng mọi người đã tìm đến trung tâm. Đây, đây. Đây là đường vào. Mình phải đi lại. Bây giờ mình sẽ đi cuối cùng bên trái. Mình sẽ đi theo lối bên trái đây. Mình phải đi thế nó đỡ lạc. Tức là chỗ nào mà rẽ trái được là rẽ ngay. Ôi, lúc đầu mình đi vào hoảng loạn. Ờ. Đây nhá. Cứ các bạn cứ rẽ trái được là phải rẽ luôn. Đấy. Ôi mũi tên đi ra này. Ờ ông nào vào đây đánh mũi tên liên liên. Muốn đi không bị lạc. Quy luật là đấy, nếu mà không rẽ được thì đi vòng. Ờ, xa thế. Ồ, chặn hết à? Gương hết à? Cả một hành lang này là gương này. Ờ, đến đây cũng gương luôn này. Ồ, này, ở đây là gương nhưng lại vòng được sang bên này luôn à? Ờ, đi này đúng là cắm mặt vào đâu đấy. À quá. Cứ rẽ trái được là rẽ trái nè. Bây giờ cảm giác nó không như lúc đầu, nó hoảng loạn như lúc đầu mới vào nữa. Đấy. Bây giờ khôn hơn rồi. Ừ. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà sao lại quên đi? Anh ngay về cái chỗ ban đầu à? Bạn mới đi được 1/3 quãng đường. À không, mở cửa ra xem có phải cái cửa lúc nãy không? Đúng không? Vẫn là cái cửa lúc nãy. Vẫn có một người ngồi kìa. Thế là mình hay là mình ở thôi, mình lại cứ theo quy luật đi bên trái xem nào. Đây. Đúng như Mr. Bean. Đây. Kéo lạc. Đấy, mình đây. Kia không có mình. Bên kia cũng có.
Ồ, đông người chơi thế. Kia, kia. Đây này, ôi đằng sau lại có mấy đứa nữa này. Ui, vẫn là mình. Này mà đông người vào là loạn loạn đấy nhỉ. Đông người. Kiểu đông người vào tức là nhìn lại có trong gương lại có rất nhiều người cơ. Đây mình không biết phân biệt nữa. Cứ thấy rẽ trái được là rẽ trái. Bên kia đông thế. Nhìn nè. Ngang ngang. Chúc mừng các bạn, dãy nào cũng là hành lang. Như kiểu ở trong phim Tôi chào các bác nhá, để tìm lối ra. Vụ hải tạc ấy. Được cái trong này mát. Từ từ. Ở đây là một cái chỗ đặc biệt này. Ở đây là chỗ đặc biệt này. Nhìn ở đằng kia cũng thấy cửa kìa. Nhìn đây cũng thấy cửa này. Nhìn đây cũng thấy cửa này. Nhưng mà này lại đây này, có cái đặc biệt rồi. Khách đã đi được 2/3 chặng đường. Được 2/3 rồi. À, vui lòng đi tiếp hoặc có thể ra ngoài. Đây xem cửa này là cửa ra đâu nhá. À, cửa này là ra bên này. Rồi đi tiếp. Đi khám phá. Đi theo quy luật là cứ đi bên trái. Chỗ nào có bên trái được là đi. Đấy. Đấy. Trò này đúng là nó lại để xanh xanh đỏ tím vàng như này là nào mà ra ở đây này, vào ngõ cụt rồi này. Đi mà các bạn, đi đây, nếu mà không nhìn thấy thì mình tức là đi được. Đi nhanh nên không cổ lạc là mất tích đấy nhá. Ơ đây lại có cửa nữa này. Ô chúc mừng quý khách hoàn thành. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Đây, thử thách của bạn thành công. Thành công nhưng khóa vốn nó cửa rồi. À mở vào. Ôi giời ơi.